Chiều ngày 19 tháng 5, một vụ tai nạn hy hữu giữa xe máy, ô tô và xe tải trên quốc lộ 22 huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã khiến một người chết. Thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, một người đàn ông 33 tuổi chạy xe máy vào làn ô tô trên quốc lộ 22 theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Tây Ninh. Khi còn cách cầu An Hạ, huyện Hóc Môn 1 km, người này được cho là đã điều khiển phương tiện để vượt qua khoảng hở giữa hai xe tải và ô tô 4 chỗ đang chạy song song cùng chiều phía trước. Xe nạn nhân được cho là đã va chạm liên tiếp với hai phương tiện này nên té ngã đập đầu xuống đường chết tại chỗ. Ảnh hưởng từ vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn xe kéo dài. Theo người dân tại đây, quốc lộ 22 có mật độ phương tiện qua lại đông đúc, nhưng hàng ngày có nhiều người đi xe máy vào làn ô tô, khiến tình trạng giao thông tại đây rất phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.